hơi nha. À, hôm nay ngày đẹp nè, 16 thì chủ ghe họ chọn ngày này để tàu đánh bắt chuẩn bị một chuyến mới. Min R4 750 mã lực, chạy nghe tiếng kêu vậy. Cái tiếng nó không có hét bằng Hino thiệt, nhưng mà nó mạnh lắm các bạn. Máy của Mỹ mà. Chiếc này chiếc cái nha, chiếc cái dùng để chứa đồ, còn chiếc đực nó mất tiêu rồi, để mình với chiếc đực. Chiếc đực ra rồi, ủa chiếc đực chạy ra rồi. Cái này thì đang cần gấp hơn, đang cần gấp hơn, bán cho bán. Các bạn nhớ đăng ký kênh theo dõi nha. Phần đó. Mấy chục tấn, 40 mấy tấn. Thấy quá. Quá. Gần xong rồi, chuẩn bị mở dây chạy về. Các phân đó hiện giờ thì 1 ký 4.000 mấy rồi. Xong rồi. Tổng dài tại vụ mấy con heo nó bị dịch bệnh, cho nên này là thức ăn, nguồn thức ăn thì nó dồi dào quá, nó cung ứng nhiều quá, nên cá phân này là làm mấy cái thức ăn cho heo á là bị tồn động, cho nên là giá nó sụt giảm, cá phân sụt giảm theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh, theo dõi kênh của mình nha. Đăng ký kênh theo dõi nha.